là có nhiều mặt và có thể đau đớn về thể xác, đau khổ về tinh thần và hoặc là các nỗi đau về xã hội. Đau đau đớn về thể xác có thể là do chấn thương, bệnh tật hoặc là do tổn thương các mô của cơ thể, chẳng hạn như là da, gân, cơ, xương khớp, đi kèm các triệu chứng như là sưng tấy và viêm. Đau khổ về tinh thần thì là các cảm xúc đau buồn, mất mát, và chúng ta có thể thấy một khối nặng ở ngực, cảm giác nghẹn ở cổ họng và các triệu chứng như là mệt mỏi, đau đầu. Về nỗi đau về xã hội thì đó là sự cô lập, từ chối hoặc giống như là cảm giác cô đơn và cô lập. Nỗi đau xã hội có thể biểu diễn dưới nhiều hình dạng khác nhau và có thể qua lời kể của bệnh nhân hoặc là chờ và không thể xác định chính xác được cái nỗi đau đó. Về khối liệt là sự co thắt của các cơ quan rỗng, ta có thể thấy như là các cơn đau quặn thận hoặc cơn đau quặn mật, quặn mật, run đường mật hoặc là tắc ruột, có sỏi trong các đường mật, sỏi thận, sỏi niệu quản. Khối liệt cầu được biết đến là do tình trạng quấy khóc của trẻ em sơ sinh và có thể do các hệ thống như là tiêu hóa chưa trưởng thành dẫn đến đầy hơi, chứng bụng và khó chịu. Còn về tenonic, tenonic là cảm giác đau khi ống, nhưng khi buông ta ra thì cảm giác đau này sẽ mất đi. Kiểu đau này thường là dấu hiệu của các tình trạng như là viêm hoặc là chấn thương. Thầy Parson, dạ thầy, về Parson là do nỗi đau của co thắt của cơ, thông thường được biết đến là sự co thắt của các cơ quan, bên cạnh đó là tổn thương làm gián đoạn các sự dẫn truyền tín hiệu của từ bộ não đến các cơ quan đó và sẽ khiến chúng co bóp và không được chú ý. Điều này dẫn đến có thể là đột quỵ, các bệnh như là xơ cứng bì do chấn thương tủy sống. Ngoài ra là mất cân bằng điện giải cũng có thể dẫn đến co thắt. Ngoài ra còn tác dụng của một số loại thuốc như là corticosteroid và các loại thuốc kháng sinh có thể co thắt do tác dụng phụ của thuốc. Co thắt không được lý giải là một bệnh lý và được thực hiện co thắt có thể là được xuất hiện khi mà hoạt động gắng sức của bệnh nhân. Lo lắng cũng có thể khiến cơ bắp căng lên và dẫn đến co thắt. Về REM là, dạ thầy, REM là biểu hiện của sự là hiện tượng chuột rút, có thể là một hoặc nhiều cơ bị thắt lại đột ngột cho sự tự ấy không tự chủ và gây đau đớn, thường gặp ở các cơ lớn như là cơ bắp chân, và đặc biệt là các cơ này có thể là xảy ra bất cứ lúc nào, khi có thể là lúc bệnh nhân đang nghỉ ngơi hoặc là đang vận động với cường độ cao. Chuột rút thường chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn nhưng mà có thể đem đến sự đau đớn cho bệnh nhân rất nhiều. Vậy Giống như ta là các em ta hỏi là một bệnh nhân đang đau bụng đẻ, cái người phụ nữ đang đau bụng đẻ, sản phụ đang đau bụng đẻ thì ta xài từ spasm hay là cramp?